Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Xe Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn hộ ở phường 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ của căn hộ mình là 94 lầu 2 của cái căn hộ là 94, 96, 98 đường Trần Tấn Khải bên cạnh khách sạn Đông Kinh, đường Trần Tấn Khải phường 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn hộ mình thì có chủ quyền Hồng Vĩnh Viễn luôn nha. Chủ nhà thì đi định cư ở Mỹ nên chủ kêu bán cái căn hộ này. Chủ kêu bán căn hộ này gồm có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh thì và nhiều cái công trình phụ cũng khá rộng rãi nha. Mà giá chỉ có 1.950.000.000 thôi, 1.950.000.000 ha. Nằm ngay trung tâm quận 5 gần chợ Hòa Bình, chỗ khu vực kinh doanh vàng của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái khu này là cái khu sung túc bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quận 5 luôn nha cô chú anh chị bạn. Thì nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận được nhiều video sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Nếu như cô chú anh chị bạn đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản rồi thì mình coi cho mình đã bật chuông chưa. Nếu mình chưa bật chuông thì hãy bật chuông để nhận được video sớm nhất nha cô chú anh chị bạn. Nếu có nhu cầu tìm hiểu căn hộ này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa để cô chú anh chị bạn xem nhà và thương lượng trực tiếp với chủ. Nếu được giá thì chủ nhà sẽ bay từ Mỹ về và ký chuyển nhượng cho mình luôn nha cô chú anh chị bạn. Nếu thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu mua cái căn nhà hoặc bất động sản hoặc căn hộ dưới giá 2 tỷ thì cô chú anh chị bạn hãy chia sẻ cái video clip này cho người thân của mình để họ tìm hiểu và họ mua được cái căn hộ như ý nha cô chú anh chị bạn. Là căn hộ của mình là nằm kế bên khách sạn Đông Kinh của đường Trần Tuấn Khải, quận 5 luôn nha cô chú anh chị bạn. Bây giờ Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn theo chân Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ review toàn bộ cái căn hộ này cho cô chú anh chị bạn xem ha. Địa chỉ nhà mình là 94 lầu 2 nè, đường Trần Tuấn Khải, phường 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì cái không gian phía trước những căn hộ cũ thì mình đi bộ lên lầu 1, bước lên lầu 1 lên lầu 2 là tới của mình liền nha. Đó, ở ngay chỗ kế bên khách sạn Đông Kinh luôn á, chỗ bán dừa mình bước lên. Thì đây là cái công trình phụ mình làm thêm. Cái cửa này là làm thêm, chiều ngang đây là 1m2 lọt lòng nha. 1m2 lọt lòng có cái cửa phụ. Chiều dài này vô trong kia là khoảng gần 5m. Đó, chiều dài vô trong là gần 5m ha. Cái hướng này, cửa này là hướng Tây Bắc. Còn cửa trong là hướng Tây Nam. Đó, có song sắt bảo vệ đồ hết ha. Ok ha. Về có chỗ máng áo mưa, rồi máng nón bảo hiểm, rồi treo áo, treo khăn, rồi treo đồ trên đây. Đó. Này bằng gỗ nha. Đó, cao ráo sạch sẽ ha. Đó, cái không gian phụ này là không tính trong sổ nha. Tổng cái căn nhà này bán là 1.950.000.000 này còn thương lượng nha cô chú anh chị bạn, có bớt lọc chút đỉnh nữa ha. Rồi đây là cái không gian của cái lối đi chia ra làm hai ngăn. Một ngăn bên đây có một phòng lớn, bên đây nè có một phòng lớn với một phòng nhỏ, rồi bên đây là có một phòng với nhà vệ sinh đó. Thì chiều ngang đây là 40 gạch, chiều ngang cái bếp này nè là ngang 40 gạch. Chiều dài đây là 11 phiên, chiều dài đây lợi đẳng là 11 phiên gạch nha. Đó, không gian của gian bếp, cửa sổ, ba cái cửa sổ này là hướng Tây Bắc ha. Cửa bên kia, cửa sổ bên kia là hướng Tây Nam, Đông Nam. Đông Nam, còn cái gạt măng ghê này, qua gạt măng ghê này thì hướng Đông Nam luôn nè. Gạt măng ghê ha, rộng rãi ha. Rồi, tiếp. Bếp thì mặt đá hoa cương, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, có bếp rì nai, ở trên có máy hút rì ma ha. Rồi tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ ngăn, máy giặt xăng vô chủ tặng lên mình luôn. Cũ rồi, tại chủ ở những năm 2000-2010 rồi chủ đi định cư nước ngoài luôn. Nên giờ là còn gì để lại luôn ha. Có 2 cái máy ấy luôn nha, 2 cái máy bơm lận. Ở trong phòng này thì đặc biệt cô chú chị bạn có thể làm liền 2 phòng lại được á. Làm 2 phòng á, tại chiều dài này nó khá dài luôn nè. Đó, từ đây qua đây nó rất là dài luôn ha. Đó, dài lắm, chia thành 2 phòng cũng được. Ở trên hoặc có thể làm cái gác gỗ, hồi xó có gác gỗ trên đã tháo rồi, có gác gỗ lên trên cũng ok luôn ha. Tường nhà thì dán lên cao đến trần luôn rồi, sạch sẽ lắm. Cái cửa sổ này là hướng Tây Nam nha, cửa sổ này hướng Tây Nam, nhìn qua bên kia là nhà mình á, chung luôn bên chút có phòng lớn. Vũ Hồng sẽ review sau, có quạt hút đồ đầy đủ hết ha. Rồi đây,
Đó, cô chú anh chị các bạn nhìn xem đi, phòng này rộng lắm, mình có thể làm được hai phòng luôn. Mình chia ra đây, cái điểm để sẵn đúng không, mình lấy thêm một ngăn nữa, mình làm cái phòng bên đây, còn lấn cái kia bên kia, lấn ra ngoài. Vách này mình tự tạo mà, vách này bằng thạch cao nè, vách thạch cao nè, nên mình dời vách này qua, vách này bằng thạch cao nha, nên mình dời qua, mình làm thêm hai phòng, bên đây hai phòng là ba phòng ha. Rồi qua đây là cái nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng dán tường cao ráo sạch sẽ, có hai bồn nước, hai máy nước nóng luôn đó. Và đây ở trên nè, hai cái bồn nước nó tuy cũ chút nhưng mà cũng còn xài được ha, có máy hút đồ đầy đủ hết nha. Rồi rồi Vũ Hồng sẽ review qua cái bên kia cho cô chú anh chị bạn xem. Vũ Hồng xin nhắc lại là giá 1.950.000.000 nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979 ha, để Vũ Hồng dẫn cô chú anh chị bạn xem nhà, mở cửa xem nhà và thương lượng giá cả cho cô chú anh chị bạn ha. Được thì chủ bay từ Mỹ về ký công chứng chuyển nhượng cho mình nha. Đặc biệt cái phòng đây khá rộng luôn, từ đây qua bên kia nè cô chú anh chị bạn thấy không, bao nhiêu miếng gạch thấy chưa, gạch này 6 tấc nha, chiều ngang qua nè đó, thấy không, phòng thì cửa sổ quá trời luôn đó, rất là thoáng mát luôn ha, không có bắt cần bắt máy lạnh luôn, cũng mát rười rượi luôn nha cô chú anh chị bạn. Có quạt hút, quạt thông tường đồ đầy đủ hết, gạch này cũng mới chứ không cũ đâu nha. Đó Hữu Hồng nói là ở trong phòng lớn này có một cái phòng nhỏ bên trong nữa đó, mình làm phòng nhỏ bên trong nữa, mình làm vách ngăn hoặc là cái cửa lùa, do cái cửa lùa hoặc cửa mở cũng được đó, làm thành cái phòng ở đây nha. Chú Hồng xin nhắc lại địa chỉ cái căn hộ mình á, là 94 lầu 2 của căn hộ 94, 96, 98 đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ này á, là có chủ quyền Hồng sở hữu lâu dài luôn đó, chủ đang kêu bán giá 1.950.000.000 1.950.000.000 ha, giá này là còn bớt lọc để cô chú chị bạn mua nhanh nha. Nếu là làm việc trực tiếp được thì chủ sẽ bay từ Mỹ về để họ ký công chứng chuyển nhượng cho mình luôn nha cô chú chị bạn. 1.950.000.000 ha, căn hộ nằm ở phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đường Trần Tuấn Khải, kế bên khách sạn Đông Kinh nha. Rồi cái này thì alo trước Vũ Hồng để Vũ Hồng chạy qua mở cửa nha. Căn này hộ này không có ai ở nên mình không có tới rồi đợi mất công. Rồi cửa sổ rồi rất là nhiều luôn ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại là địa chỉ căn hộ này là 94 lầu 2 của căn hộ 94, 96, 98 đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gần khách sạn Đông Kinh, gần chợ Hòa Bình. Giá chủ đang nhờ Vũ Hồng bán là 1.950.000.000 từ Mỹ luôn ha. Khách hàng đang ở Mỹ nha. Rồi cô chú anh chị bạn ơi, Vũ Hồng mới vừa review xong cái căn hộ ở phường 5, quận 5 cho cô chú anh chị bạn xem. Bây giờ Vũ Hồng sẽ thống kê lại ha, để cô chú anh chị bạn xem nha. Căn hộ của mình thì địa chỉ là lầu 12, lầu 2, số 94 đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ của căn hộ này là 94, 96, 98 nhưng mình nằm ở đầu 94 nha, lầu 2 ha. Căn hộ này nằm bên cạnh của khách sạn Đông Kinh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh luôn nha, rất là dễ tìm luôn. Thì căn hộ này có hai phòng ngủ và một cái phòng nhỏ, phòng ngủ nhỏ thêm nằm trong phòng ngủ lớn nữa, có cái gác ở trên luôn. Căn hộ thì khá rộng rãi và có nhiều cửa sổ lắm, có tới 6 cái cửa sổ luôn á. Căn hộ này thì mua về ở đi lại rất là thuận tiện luôn nha cô chú anh chị bạn, mua để làm ở nhà có 2-3 cặp gia đình ở vẫn được ha, hoặc là mình ở tỉnh mình mua cái bất động sản này cho con em đi học, sau này khi lớn lên dựng vợ gả chồng thì vẫn ở được luôn. Căn hộ này thì chủ đang kêu bán với giá là 1.950.000.000. Giá này là còn thương lượng chút đỉnh nè, còn bớt lọc cho cô chú anh chị bạn nào mua nhanh bán nhanh. Thì nếu mà làm việc được giá cả thì chủ sẽ bay từ Mỹ về ký chuyển nhượng bán trực tiếp lại cho mình luôn nha. Căn hộ này thì chủ quyền Hồng vĩnh viễn nha, chứ không có sở hữu 50 năm ha. Căn này thì chủ ở những năm 2000 đến 2010 á, rồi sau đó chủ đi định cư ở Mỹ và để trống đến giờ luôn. Nay là chủ nhờ người sơn lại rồi chủ kêu bán ha. Nên cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy gọi sớm cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà này nha. Rồi xem xong hết video clip này, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nếu chưa bật chuông thì bật chuông.
Còn nếu thấy mà hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình. Còn xem xong thì nhớ cho Vũ Hồng like nha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video qua nhà lần sau. Xin chào ha. Cô chú anh chị và bạn ơi, Vũ Hồng đang ở trên đường Trần Tuấn Khải nha, chỗ khách sạn Đông Kinh nè ha. Đây là khách sạn Đông Kinh. Khách sạn Đông Kinh mà chưa có mở đèn nha. Thì cái căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn, cái căn hộ là nó kế bên luôn. Đây khách sạn Đông Kinh đúng không? Ngay chỗ cái đó vừa đi lên thì căn hộ nằm em đây. Hả? Tám đường Trần Tuấn Khải ngang đi lên lầu 1 bỏ lên lầu 2 là tới của mình ha. Cái hướng này đi thẳng qua ra kia là ra đường Võ Văn Kiệt, bên kia là chung cư Phúc Khang của quận 8 á. Còn cái hướng ngược lại là hướng này nè, là đi về đường Trần Đạo nè. Đó, hướng đó là hướng đường Trần Đạo đó. Chạy một vòng đây để cô chú anh chị bạn hình dung ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ chạy về hướng chạy ra cái hướng đường Võ Văn Kiệt trước nha. Vị trí căn hộ mình nằm đây nha. Thì mình chạy đây, với đây là góc đường này, góc đường Bạch Dân, Bạch Dân với đường Trần Tuấn Khải ha. Đầu kia Trần Tuấn Khải là đường Võ Đại Lộ Võ Văn Kiệt nha. Đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó, đằng kia là đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn hướng Bạch Dân này chạy thẳng là đằng kia là chợ Hòa Bình nha. Chợ Hòa Bình ha. Còn rẽ trái này thì đi ra ngoài đường An Bình. Đó, chợ đường đó là chợ Hòa Bình nè, đây là chợ Hòa Bình nè, kế bên chợ Hòa Bình luôn nè ha. Còn hướng này đi thẳng qua bên kia là đường Trần Đạo nha. Đó, cái căn hộ nằm đây. Ha. Bên kế bên mình là khách sạn Đông Kinh ha. Của mình là 94, 96, 98, còn khách sạn Đông Kinh là 106, 108 nha. Hướng này nè. Đường Trần Tuấn Khải nha. Đường trước mặt này đó, đường trước mặt này là đường Nghĩa Thục. Còn cái đường trước mặt ngoài kia là cái đường Trần Đạo nha. Rồi Vũ Hồng tới đường Trần Đạo rồi nè. Mình rẽ trái đây về hướng quận 5 đó, đường An Bình. Còn rẽ phải là mình đi về quận 1. Tháo đá đống đa nè ha. Ngân hàng VIP VB Bank. VIB. Và đường Bùi Hữu Nghĩa ha. Rồi, phải lại luôn hướng hồi nãy luôn. Đây Nghĩa Thục quẹo lại ha. Rồi trái là tới cái lại cái căn hộ của mình hồi nãy nha. Rồi thôi Vũ Hồng kết thúc video nha.